Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng máy kiến Tái Quang. Thì hôm nay bên Liêm ráp hai cặp chồng cận loạn cao ha, vào hai cái gọng kính nữ này cho khách hàng. Thì một cái kính là cận 10 độ nha, 10 độ loạn 175. Này cũng là cận 7 độ ha, loạn 2. Đây. Còn chỉ có một miếng là 175 và loạn 050 thôi. Thì cái chiếc suất này là bên Liêm lấy 1.61 ha. Thì nó sẽ chống UV 420, rất là cao, và nó sẽ trắng trong ở trong nhà và ra ngoài nắng á, thì nó sẽ lên màu nha. Thì cái dòng chồng này nó chống được tia UV cao cấp và nó chống được ánh sáng xanh nha mọi người. Đây mọi người thấy ánh sáng xanh ha, nó không xuyên qua cái chồng kính, mọi người thấy không? Rồi nó đổi, nó cũng có đổi màu nè. Thì Liêm cũng sẽ thử luôn cái đổi màu cho mọi người xem nha. Thì cái mấy dạng này thì nó rất là thông dụng rồi. Nhưng mà bên Liêm muốn cho mọi người thấy được mỗi phần bên Liêm ráp vào. Thì cái này là cận 10 độ nha mọi người, cận 10. Bên đây cũng bên đây cũng là một cái là cận 7 ha, cận 7 độ loại 2. Ráp vào nhìn nó cũng, nếu mà mình nhìn trực diện nó cũng rất là mỏng ha. Mọi người ha, rất là mỏng nha, rất là đẹp. Đây, rất là mỏng và rất là đẹp nha. 10 độ. Còn bên đây nó cũng là 10 độ nè, và một bên miếng là chỉ có 1 độ thôi. 10 độ ha. Thì mình nhìn đeo, nhìn trực diện á, mình vẫn cảm giác là nó mỏng và nó thoải mái trên khuôn mặt mình nha. Liêm thử luôn đổi màu cho mọi người xem nha. Dùng cái máy để cho nó thử cái màu sắc của nó nè. Đây, chờ Liêm xíu ha. Liêm lấy lên cho mọi người. Đây. Thì nó chỉ đi theo vài giây thôi, 6 nè, 5, 4 nè. Mình chỉ cần thử vài giây là đủ rồi. Chứ nó đi theo rất là nhanh ha. Rồi, mình thấy được cái độ đổi màu của nó nha. Độ đổi màu của nó, nó sẽ giúp cho mình ra ngoài nắng á, nó sẽ lên màu. Và nó sẽ giúp cho mình hạn chế cái ánh sáng của mặt trời nữa. Nó gây kích thích mắt. Kích thích mắt thì nhiều lúc nó sẽ khó chịu. Thì cái đổi màu á, nó giúp cho mình có cái tầm nhìn tốt hơn khi mình đi ra ngoài nắng, và nó hạn chế chói và UV rất là đầy đủ rồi, cả hai mặt luôn ha. Mọi người lớp ván nè, mặt trước và mặt sau luôn, cho mọi người thấy được. Đây, rất là đẹp nha. Thì như vậy thôi là có thể có một cái kính đó, nó phù hợp để mình đi bên ngoài, đặc biệt là mình đi bên nước ngoài nha. Tia UV và đi nắng rất là nhiều thì nó sẽ lên màu nó còn đậm hơn nữa. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng nha.